Em vô bệnh viện á, người ta tiêm cho mũi thuốc ngừa chó dại là được à con. Nói là đúng. Rồi băng cho luôn anh, anh đỡ cho đem cái do nó căng ngang quá. Ôi trời. Tôi biết ngay mà. Con chó mà cắn dưới chân vậy đó hả? Đôi dài dài vậy đó hả? Thôi, chết rồi nhỏ rồi. Đi về ngay và luôn. Đi. Nội cô. Sao mà cũng không có khoa học nữa. Thì hết thuốc chữa rồi. Thôi, thua keo này ta bày keo khác nha con. Keo gì nữa mà bài nó ơi, cũng nghĩ chuyến này chắc đi luôn rồi. Trời ơi, sao thấy tụi bay á, tao mệt quá à. Thôi nội, nội vô trong đi, con về bển à. Con không sao đâu. Thôi về bển đi nha. Dạ. Tới nước này rồi còn bày đặt, có cánh. Thôi, con về nha nội. Ừ. Sơn á, nó bị chó cắn thiệt. Con cứ lờ đờ. Nội gạt con nữa hả? Có đâu. Dám đâu. Cái con này thiệt tình. Con người ta bị chó cắn thiệt mà nó làm như là. Mẹ có chửi con hoài mà không thương con gì hết. Thương cái gì? Không biết ăn cái giống gì mà sao ngu quá vậy không biết nữa à. Má cho con ăn cái gì thì con ăn cái đó thôi, con biết gì đâu. Chả... em ơi. Chảy. Chó cắn. Thấy ghê quá à. Trời đất ơi, con nó riết con làm quá à nghe. Nhũng nha nhũng nhẽo. Đàn ông con trai gì mà kỳ cục vậy không biết nữa à. Cho cắn mà nhũng nhẽo cái gì. Chứ gì nữa. Ba. Ờ, làm nhà hả con? Dạ. Khoan. Dạ. Để đó đi, để đó. Ngồi xuống. Ba nói chuyện này quan trọng lắm. Để lên. Chuyện gì vậy ba? Ngồi xuống đàng hoàng đi. Ba làm lo quá à. Con mới làm cho ba lo đó. Nghe nè. Dạ. Chuyện này rất là quan trọng, nghe không? Chuyện gái đó. Chuyện con gái? Là chuyện gì ba? Thì là chuyện con gái, hiểu không? Con phải khắc cốt ghi tâm những lời mà ba sắp dạy cho con. Phải để ở trong đầu con, để ở trong tim con. Lúc nào cũng phải đề phòng, nghe chưa? Mà cái gì ba? Con thấy tấm gương của chị hai con không? Ba không muốn con đi theo cái vết xe đổ đó. Hiểu không? Cái vụ đó đó. Trời ơi ghê quá à. Sao tự nhiên ba nói con nghe đó vậy? Ghê cái gì mà ghê? Ba thương con mà ba dạy con chứ. Ba lo lắng cho con, ba phải nói chứ. Đúng không? Nè. Dạ. Nghe lời của ba nghe chưa? Không có để cho bất cứ một cái thằng con trai nào nó đụng chạm vô người của con hết trơn á. Nó xin xỏ cỡ nào kệ bà, nó không có cho. Phải không? Cho nó năn nỉ gãy lưỡi cũng không cho. Buông ra. Buông ra. Cái. Em buông ra. Buông ra. Buông ra nha má. Nha má. Buông ra. Buông ra. Trời ba cứu con. Ba. Nghĩ đi, nghĩ đi. Cười hoài vậy. Trời nó bùng quá trời vậy. Nè. Chị mà cười nữa hả? Em không nói chuyện gì luôn á. Tao thiệt mà nghe, hai đứa yêu nhau á mà nó chưa làm gì mày, sao mày quýnh nó? Nhưng mà ba đã dặn là. Cái gì? Sao lại có ba trong đó? Cái gì? Ba dặn cái gì? Ba nói là con trai á nó ghê lắm, phải hết sức đề phòng. Trời hại não quá, nhức đầu quá trời ơi. Ủa chị? Gì? Thì là sao? Sao trăng gì nữa trời. Sao mày học nhiều mày ngu dữ vậy? Mày đọc sách cho hung vô sao giờ mày khù khờ dữ vậy? Nói rõ hơn coi.
thì mày bị ba dụ đó. Ba dụ? Ờ, tại vì ba sợ mày hư nên là ba phỉnh mày đó, ba lừa mày đó, ba nói vậy để mày sợ đó. À, vậy là anh chết làm anh Kevin rồi hả? Còn cái gì nữa? Đúng rồi đó. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Sao tôi vẫn buồn cười? Dạ, con chào bác. Đâu đây? Dạ, con định gặp Toàn một chút à. Gặp nó làm gì? Ờ, có chút chuyện. Chuyện gì? Dạ, chuyện cá nhân. Cá nhân là sao? Đã là cá nhân, con không thể nói được không bác? Không. Dám bước vô ổ này á thì phải chấp nhận mọi sự điều tra. Đó là người bình thường. Đằng này cậu quen con gái tôi càng phải chấp nhận nhiều câu hỏi. Không chấp nhận, bước trở ra, biến. Tới đây làm gì? Trả lời. Toàn, Toàn. Làm gì vậy? Tùm tướp như ăn cướp vậy. Hả? Nó tới đây làm gì á? Nó tới đây làm gì? À, dạ, anh Kevin anh tới đây á là có một số từ tiếng Anh anh không hiểu, anh nhờ con chỉ giùm. Ồ, chị Kiều mà không biết tiếng Anh. À, không, không, có mấy từ tiếng Việt à, anh không hiểu, anh qua đây anh chỉ con. Anh hiểu không? Tiếng Việt con không rành, hay quá. Dạ. Nó tới làm gì? Dạ, rốt cuộc là anh tới đây có mấy từ tiếng Việt anh không hiểu, anh nhờ con chỉ giùm cho anh. Ồ thế à? Dạ. Lành quá à. Muốn cái gì á thì vô nhà nói chuyện đàng hoàng, chứ không phải núp trong lùm trong bụi. Quá. Quát gì? Người ta nói chuyện vậy mà hù người ta quát. Tôi là vậy đó, lớn tiếng rộng họng chứ không phải là quát. Ba, ba, quát đó là tiếng Anh, có nghĩa là cái gì á ba? À, nó nói tiếng Anh đó hả? Dạ. Tưởng nó nói ba quát nó chứ. Xin lỗi nha. Em mới phải là người xin lỗi anh mới đúng. Tại vì bữa đó em tưởng tượng lung tung hết nên em mới đánh anh vậy. Em xin lỗi nha. Chắc không tại vì anh nên em mới hiểu ngầm như vậy. Mà em à, thật ra khi hai người yêu nhau á, những cái hành động yêu thương nó rất là bình thường em à. Nó không có xấu như em đã nghĩ đâu. Nói qua học tiếng Việt mà nãy giờ Toan là xin lỗi không à, hay là nó đã làm gì con Toan rồi trời? Đúng rồi, nó làm cái gì rồi đó, bữa nay nó mới xin lỗi dữ dội vậy đó. Hèn chi tối hôm qua thấy con Toan về nhà mà cái mặt hầm hầm giống như bị ai lấy hết tiền. Cái gì? Cái gì? Hả? Trời ơi, cậu đã làm gì con gái tôi? Cậu làm gì con gái tôi rồi hả? Nói, nó làm gì con rồi hả? Tại sao nó xin lỗi hả? Mình làm cái gì? Không, ba. Ba, không phải lỗi tại ảnh đâu. À, lỗi là tại con. Tại bữa đó con nghĩ lung tung quá nên con mới đánh ảnh như vậy. Đánh là phải rồi, đánh thì cho nó chừa. Con làm gì không? Không ba, thiệt mà. Anh không có làm gì con hết á. Bà đối với con rồi. Đàn ông con trai bây giờ á, nó ghê lắm. Con hiểu chưa? Liễu hồn đó! Làm gì con gái của tôi là đừng có trách trong con chó. Rình mò làm gì hả? Con qua... hỏi không trả lời hả? Con qua đây con kiếm. Kiếm ai dạ kiếm ai dạ kiếm nội con kiếm nội nào
Nội nào của mày mà nhoay qua bên nhà tao hả? Dạ con kiếm bà Bảy. Bà Bảy, bà Bảy là má tao chứ không phải nội mày. Ở đâu mà xưng hô nội nọt hả? Dạ tại con với Bảy quen nhau. Quen mà không có thần, hiểu không? À, à, nội 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 của con rồi. Xưng nữa vậy con, tao qua đây nó lấp ló nó rình mò nó tính cái chuyện gì. À sao con hả? Con qua kiếm nội lấy dầu hả? Không, dạ dạ con lấy chai dầu. Con hứa cho nó, tao cho nó mượn chai dầu. Làm gì mượn dầu? Nguyên một cái quán bún bò to chà bá lửa mua không nổi chai dầu hả mày? Không có con, dầu này của má hay lắm, nó bị chó cắn, thà cho nó sức ha, sức vô cái là hết sưng liền con này nè. Con về con nhớ sức nghe không? Dạ dạ. Xong chưa? Dạ xong. Bốc hơi. Nội con. Bốc hơi. Con. Thôi để cho nó tự tư nó đi về, thôi mình đi giấu đi. Vô gì má? Má, má không rút kinh nghiệm thằng Thủy hả má? Thằng Thủy? Thằng Thủy nào? Trọng Thủy đó. Trọng Thủy Mỹ Châu đó. Trọng Thủy Mỹ Châu. Đó, bên kia nó nhoai qua đây nó dụ Mỹ Châu xong rồi nó cướp cái nọ thần đó má. Trời ơi, nó chịu xa xưa Trọng Thủy Mỹ Châu. Cái thằng Sơn cái này nó hiền như cục bột vậy đó con. Mấy đứa mặt hiền mới nguy hiểm đó má. Má cẩn thận đó. Nó cướp luôn cái nồi nước lèo là học máu ra mà. Bông ơi, bông ơi. Nội ơi. Muốn qua cướp nồi nước lèo của ta hả? Không dễ đâu. Ba. Đi đâu? Dạ con đi mua than. Mua than hả? Dạ. Giờ này còn sớm đó. Chút xíu nữa hả đi mua. Ba bị đau lưng quá à. Bóp lưng bóp vai cho ba. Mẹ lên. Nhức hai cái vai quá. Đau chỗ nào ba? Đó, chỗ đó đó. Xích xuống một chút. Bóp. Dạ dạ. Chứ không phải rờ. Dạ. Ừ. Rờ là để tay lên thôi. Bóp. Dạ. Là mạnh lên. Mạnh lắm rồi mà ba. Bóp lưng xong rồi nhổ tóc ngứa cho bà. Hả? Hả à, gì? Nhổ chút cũng được hả? Tóc ngứa nhiều lắm. Ngứa bưng bưng cái đầu. Gãi không có đã. Nhổ. Đây. Dợm gì vậy? Dạ có gì đâu ba. Có ai ngoài đó mà con dợm dữ vậy? Đâu có tóc ai đâu ba. Nhổ tóc ngứa. Nhưng mà con thấy tóc của ba cũng đâu có bạc nhiều. Dạch ra. Dạ. Nó đen vậy chứ dạch ra. Bạc ở trong á. Sát chân tóc luôn rồi đó ba. Ừ, sát cũng thấy. Kháng mà nhổ. Nhổ đi. Ba, vụ án gì vậy ba? Vụ án gì? Bộ tao giết người sao nói vụ án? Hả? Còn chứ cái ăn nói không có suy nghĩ gì hết trơn. Lâu lâu chị con có hiếu muốn nhổ tóc sâu cho ba. Có gì đâu. Ba. Có gì đâu ngạc nhiên. Muốn nhổ không? Ba, 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 ba. Tại thấy hơi kỳ kỳ mới hỏi thôi. Em chị đi. Dạ ba, đâu. Cái chỗ bán than nó đóng cửa sớm lắm á. Nếu mà mình không đi ngày mai không có than nhóm lò. Nhà còn than, yên tâm đi ha. Con nhổ, ba không dám giao cái đầu ba cho nó đâu. Nó nhổ tóc đen không à. Ha, ai mà gan lắm mới giao cái đầu cho nó nhổ đó. Tóc cả rừng nó nhổ ngồi trọc đầu luôn á. Con nhổ. Nhổ đi. Ừ, gì? Ừ, gì? À, à, nhổ. À. Cái gì vậy, bị gì vậy? Con đi cho một chút nha ba. Đi đâu? Ui da. Đi đâu? Phải đi rồi. Mà đi đâu? Không chịu nổi. Đi đi, đi toilet. Đi đi em nhìn à. Đi đi cho. Đi. Con bị đau bụng. Nội giúp con đi nội. Sao vậy? Nội. Trời đất ơi.
con hay quá ha, con biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Tại sao không về nhà? Giờ này còn ngồi đây nhiều chuyện nữa là sao hả? Dạ. Đi về. Má. Má má cái gì? Về rồi biết tay má nghe chưa? Đi về. Anh đi con đau mà. Đau hả? Về má lấy cái cây hoặc là má lấy con dao chặt chân con luôn cho đỡ. Đi về. Ôi, nói nghe nè, chia tay sớm đi bớt đau khổ. Đúng rồi, chia tay sớm bớt đau khổ. Ê, lại không hiểu trong sách nói gì phải không? Em nói cho chị biết nha, em thì không thể nào hiểu được những cái người mà viết ra cuốn sách này nè, họ trình độ họ tới đâu nữa. Ý là sao? Ý là nói người ta không biết cái gì hết hả? Chứ còn gì nữa, viết tùm lum tùm la vậy nè, ai mà hiểu cho được. Bởi vậy mày đúng là thiên tài. Chuyện đó còn phải nói. Chị. Gì? Chị, em đố chị nha, trên đời này em ghét nhất là cái gì? Ghét nhất là cái gì hả? Ừ. Chị thấy mày ghét nhiều thứ quá, không biết trả lời sao. Cái thứ mà em ghét nhất đó, để coi, rửa chén đúng không? Ừ. Hay là bán bún bò? Chứ cái gì? Thiệt luôn hả? Ừ. Chị em với nhau mà chị không thể hiểu em hả? Đương nhiên đó là chuyện học rồi. Em nói chị nghe nè, em không thể nào hiểu được tại sao người ta bỏ ra 1/3 thời gian, thậm chí là 2/3 thời gian để học. Em thề với chị nha, em thề với chị á, học là cái chuyện mà chán nhất trên cõi đời này đó, chị biết không? Bình tĩnh lại cô nương. Vậy chứ theo em cái gì là thú vị nhất? Đơn giản thôi, đó là ăn, ngủ, đi chơi, hát hò, nhảy múa, vậy thôi. Nè, không lo học hành đàng hoàng thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện ăn, ngủ, đi chơi, hát hò, nhảy múa. Nghe chưa? Vô học bài. Không. Tin đi mép ba không? Ừ? Tin đi mép ba không? Mép. Lưỡng. Trực mép. Lầm bầm cái gì đó. Lười học. Tối ngày chơi với bời, ăn với ngủ. Học hành đàng hoàng đó. Lao nhà thì lao đi. Lẹp. Anh Tư mua gì? Mua lựa đi, em bán rẻ cho. Tôi thứ hai chứ không phải thứ tự. Dạ anh hai lựa đi, em bán rẻ cho. Ra lại bán sao? Dạ, thấy anh hai á, đẹp trai, dễ thương á, em bán có 20.000 ký hả? Cái gì? Trời ơi anh hai ơi, em yếu tim mà anh hai. Yếu tim cái gì mà yếu tim? Rau vậy mà 20.000 một ký. Bán gì mắc dữ vậy trời. Rau xấu quắc, tính đi ăn cướp hả? Cướp cái đầu ông á. Mua không mua thì biến. Rau tao đẹp như vậy á, nói xấu hắc là sao? Trời ông đi khắp cái chợ này xem có ai rau rẻ, rau đẹp như tôi không? Đi biết đi! Bán mà hung dữ vậy ai mua trời? Hung dữ đấy, làm gì được tôi? Biết! Bạn ơi! Ê đi đi! Cái chợ này giờ ai cũng dữ hết trơn là sao trời? Bạn đi đi! Ôi trời ơi, bạn ơi! Thứ người gì đâu á? Dung, anh mua cái gì? Rau. Rau tôi bán đâu có ngon bằng rau của người ta đâu. Bởi vì anh đi chỗ khác mua là phải rồi. Anh sợ gặp tôi mà bởi vì đi ngang mặt tôi cái hả, lấy cái vỏ che cái mặt mình te điên nước rồi. Thôi, đừng giận mà, cho tôi xin lỗi nghe. Bán rau cho tôi nghe. Hết rau rồi,
Còn nè. Còn tôi cũng không có bán cho anh nữa. Bán đi. Tôi nói còn tôi cũng không có bán cho anh mà. Không bán thôi tôi đi. Đứng lại coi. Đổi ý rồi hả? Nói vậy cái đi liền á hả? Nè, tôi bán rau cho anh với một điều kiện. Hả? Bán rau mà cũng có điều kiện nữa hả? Vậy đó thì chịu thì mua, không chịu thôi. Bây giờ anh đi hết cái chợ này coi có ai bán rẻ cho anh bằng tôi không? Điều kiện gì? Muốn nghe phải không? Tối nay đi ăn chè với em nha. Hả? Không chịu thôi, đi chỗ khác mua chứ có gì đâu. Giờ sao? Chịu hay không? Giờ tôi đếm 1 tới 3. Nếu không chịu thì thôi. 1, 1 rưỡi, 2, 2 rưỡi, 27, 29. Thôi đi, đi, đi ăn chè thì đi. Đi ăn chè với em. Ăn chè. Trời ơi, mấy chị ơi, anh cầu hứa đi ăn chè với em rồi. Anh cầu chịu đi ăn chè với em rồi mấy chị ơi. Trời ơi. Em vui quá mấy chị ơi, mấy chị. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Bị điên hả? Muốn giết người hả? Điên cái gì? Tại vì anh chịu nhận lời đi ăn chè với em vui, em mừng, em cho mấy chị biết là cái niềm vui của em. Tao cần đi. Làm cái gì mà dữ vậy? Đó đây đổi vô luôn cho. Mệt quá. Đó. Rồi. Nè tiền nè. Khỏi tiền cho anh luôn đó. Rồi đi đi. Muốn lấy gì nữa không? Cho mớ ớt đi. Trời ơi, em cho anh cả cuộc đời còn được, huống hồi chi mớ ớt. Nè. Đó. Rồi xin gì nữa không? Thôi thôi, để bữa khác. Nè. Hả? Về nhớ ngủ nghỉ sớm. Tối nay đi với em đó nha. Nha. Yeah. Ăn chè. Hú hồn. Trời ơi, bữa nay được đi ăn chè với anh Cầu rồi. Anh Cầu ơi, anh Cầu của lòng mẹ. Lát tối tôi phải đi ăn chè với bà nữa. Hứa với mình đó là tôi đi ăn chè thôi rồi tôi đi về. Không đi đâu nữa đâu. Thiệt. Yên tâm đi, tôi không có xa ngã đâu. Đi nha. Giờ đi lựa đồ. Đi ăn chè. Làm gì đâu. Hứa luôn á. Vì con hy sinh chút xíu. Ba. Ba đi đâu vợ? Đi đâu kệ ba. Hỏi chi? Gái đứa nhiều chuyện. Ở nhà đóng cửa coi chừng nhà đó. Ba đi một chút ba về. Nhìn cái màu này là không được bình thường. Nghi lắm rồi nha. Mượn cái menu. Dạ. Em. Dạ có chứa dùng gì ạ? À, ở đây có món gì ngon em? Dạ hôm nay là tối thứ bảy, món con có một cái món chè gọi là chè tình nhân. Có chè tình nhân? Dạ. Ăn chè tình nhân nha. Cho chị hai ly chè tình nhân. Dạ rồi, cảm ơn cô chú. Chè tình nhân hả? Ờ, ăn chè tình nhân, bị mình là tình nhân. Ừ, biết chè tình nhân không? Để đây lên đây đi. Có chè tình nhân. Đó, chè tình nhân là vậy nè. Đừng đừng có nắm tay ở đây mấy đứa. Nít nó dòm quá trời. Dòm cái gì mà dòm? Trời đó, mình đẹp ta mới dòm. Cái gì đâu. Nói nghe nè. Dung đừng có dòm tôi vậy, tôi nhột lắm. Có gì đâu nhột. Nói nghe nè. Hồi đó giờ có ai nói anh kiếm rượu không? Hả? À, có. Có mình Dung mà. Dung là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Vậy hả? À. Nói vậy nói chung là có là được rồi. Dạ, chúc cô chú hạnh phúc ạ. À, cảm ơn. Đó, thấy chưa? Người ta mới gặp mình mà người ta chúc mình hạnh phúc rồi, thấy không? Anh ăn đi. Nè. Đây, để em làm cho. Cái này của em mà. Nè, đó, ăn đi. Cái gì vậy? Ăn đi. Nè, hả? Miệng ra em đút cho nè. Để tự ăn nè. Thôi, để em đút cho nó mới hạnh phúc. Bị gì là chè tình nhân mà mình ăn vậy nó mới tình nhân. Thôi để tự ăn đi chứ mấy đứa con nít nó dòm kỳ lắm. Cái gì đó mà kỳ, trời đất ơi. Ai
cái gì đâu. Không lẽ nó đứng đây nó dòm em với anh hoài. Trời ơi, mình em dòm anh là đủ rồi. Hả miệng ra nhanh lên. Tân, hả miệng ra nè, nè, hả miệng ra. Mệt quá, không hả miệng ra ngày mai không có giác bà con lấy rau ăn nghe chưa. Nè, hai, ba, ngon chưa. Nhân nó một hai ba con chào ba con chào nội con đi làm chàng ơi con nhỏ này lúc nào nó cũng đẹp cũng xinh hết trơn á. Cảm ơn nội nha. Con nói thiệt đó, trong nhà mình á chỉ có một mình duy nhất nội là thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn của con thôi đó. Ồ, con đẹp thiệt mà, xinh lắm con ơi. Dễ thương cháu tươi. Con đi nha, con đi nha ba. Đi đi con. Con gái con đứa mà ăn mặc vậy hả? Tao không làm nữa. Cái gì vậy? Nghĩ sao à? Sáng nào tao mày cũng vô đây làm hết á. Còn nói mày phè phỡn. Mày nói ai vậy? Đừng nói mày nói con Thọ nha. Chứ còn ai vô đây nữa? Chào buổi sáng. Làm gì tao trễ như vậy? Thì bận ở nhà. Trang điểm, điệu, ngựa. Kệ tao. Tao đẹp thì tao có quyền. Tao phải sửa soạn tao lên chứ. Còn đỡ hơn mấy cái người á, mặt rỗ quá trời rỗ, đánh phấn lên hả không biết bao giờ mới xóa được mấy cái rỗ như tổ ong vậy đó. Ê con kia mày nói ai à? Thì hả? Tao nói hả? Bây giờ tao không làm nữa, mày cũng không làm luôn. Đều là nhân viên với nhau, tại sao tụi tao làm mày phè phỡn? Hả? Bây giờ mày để nó đi, nó làm hết, mày làm hết cho tao. Tao không làm, giờ mày làm gì tao? Tao mép bà chủ. Ôi mày mép đi, trời sợ quá, sợ quá. Mép đi mày. Trời ơi, tụi bay xấu tụi bay phải làm. Tại vì tao đẹp tao có quyền chứ. Quyền gì? Hả? Quyền gì? Chị tại quyền gì hả? Tại vì em thấy chị đẹp á là chị có quyền nè. Chị nói nghe nè. Dạ. Đừng có thấy chị thương hen, chị yêu hen, rồi làm tới hen, rồi leo lên đầu tao ngồi trển ha. Mày là nhân viên ở đây chứ không phải là chủ của cái tiệm này, mày nghe rõ chưa? Chị ơi, chứ chị nghĩ em muốn làm nhân viên của chị lắm hả? Trời đất ơi, chị nhìn đi, coi cái tiệm của chị nè, nó có chút én như cái lỗ mũi người ta à. Máy móc thì cũ kỹ, trời bây giờ thời hiện đại mới rồi mà máy móc từ cái thời Napoleon. À, cái này là cái gì? Cái này là cái gì vậy? Trời ơi, cái lược mà giống như là cái răng rụng của bà già vậy. Ôi trời ơi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Không được đuổi nó. Không được đuổi nó. Phải. Bà đuổi tôi á thì tiệm bà sẽ vắng tanh như chùa Bà Đanh. Mày tưởng tao không dám đuổi mày hả? Cái con nhỏ miệng còn hôi sữa kia, mày dám nói tao với cái giọng điệu đó mày. Sao lại không? Bởi vì tôi đẹp, tôi có quyền mà. Em sao? Bình tĩnh đi ha. Nãy giờ chỉ nói chơi thôi chứ em không cần làm việc đâu. Để cho ông Nguyên với mấy đứa làm được rồi ha. Em vô thay đồ đi nghỉ đi. Dạ. Em có ý kiến gì nè chị. Bây giờ em không cần thay nữa, em nghỉ việc luôn chị. Thank you.
Trời đất ơi, chị nói cái này là pha oxy 6% chứ không phải 12%. Đổi đi. Dạ dạ em biết rồi, em xin lỗi chị. Làm ăn sống nhăn à. Đưa coi. Đưa đi coi. Đúng rồi đấy chị Bảy, pha đi. Ít nhất cỡ mình cũng phải làm cái tiệm như thế này chứ. Dạ anh. Em tới rồi đó hả? Dạ em gửi hồ sơ xin việc ạ. Ừ, thôi anh nhận em đó. Anh nói thiệt á hả? Ừ. Anh không cần xem hồ sơ của em luôn hả? Không cần đâu em. Vậy là khi nào em đi làm được anh? Ngày mai em bắt đầu làm được rồi. Ngay ngày mai luôn hả? Ừ. Dạ, nhớ ngày mai em tới nha. Dạ, dạ cảm ơn anh. Anh ơi, sao em thấy cái đầm này nó hơi ngắn với em á? Anh thấy hợp với em mà, đẹp lắm đó. Chuẩn thì không cần chỉnh. Phải nói là em có một cái dáng dốc rất là tuyệt vời, gợi cảm lắm. Dạ, cái đó thì em biết. Nhưng mà em vẫn thấy nó không phù hợp với em. Em thấy nó ngắn quá à. Bây giờ anh đổi cho em cái nào mà nó dài dài, nó đơn giản được không anh? Em đơn giản là em mặc đẹp lắm. Không được đâu em, đây là quy định chung. Còn nếu mà em không thích mặt á, thì có lẽ em không tiếp tục làm đây được rồi. Sao mắt anh còn rõ mà, em cứ làm việc đi. Dạ. À, anh gọi đầu á, anh nhắm mắt lại anh thư giãn đi, anh đừng có nhìn em nữa, anh nhắm mắt lại đi. Trời ơi anh hai ơi, anh nhậu đâu mà sai dữ vậy? Ở nằm ở đây gọi đầu cho mát ha, cho khỏe nha. Thôi tôi cần mấy em gọi, đàn ông đi ra ngoài đi. Rồi rồi, anh cứ nằm đây đi, tôi sẽ gọi một em rất là dễ thương ha, phục vụ anh nha. Rồi, nằm nằm đi ha. Rồi rồi rồi. Thọ ơi, vô gọi đậu cho khách em ơi. Dạ dạ. Chào anh. Anh lên ghế đi, em gọi đậu cho anh nha. Không, để anh gọi cho em được mà. Dạ. Anh gọi cho em mà. Anh buông nó đi. Ông đừng dễ sòm nha, chỗ này làm việc đàng hoàng đó. Qua đi đâu, qua đi đâu, qua đây. Dạ rồi hả? Vô đây, vô đây. Trời, bà chủ. Ủa em về đó hả? Sao rồi? Đi ra ngoài sao rồi? Hả? Gì đây? Thôi, dẹp đi, dẹp đi. Dẹp đi, dẹp đi. Được rồi, về thì vô làm em ha. Dạ. Trời ơi, trễ 5 phút rồi bây giờ này chưa thấy bóng dáng ở đâu hết. Chắc là bỏ cuộc rồi trời. Con lại trời lại đất, cảm ơn trời Phật rất nhiều. Hồi đi mua chuối cũng không đĩa mới được. Ôi, nội âm ảnh đợi tôi tới rồi. Hello, honey. Ờ, sao? Đợi em lâu lắm hả? Em xin lỗi nha, tại cái đồng hồ nhà em á, cái đồng hồ chết tiệt đó chị, trễ 5 phút lận, cho nên mới lại cục cưng đợi gì nè nha. anh đừng có giận em nha, tại cái đồng hồ chứ không phải tại em nha. Thôi mình đi ra cửa hàng nha, không ba đợi đi anh. Em đi làm chung với anh hả? Dạ. Trời trời, cái mặt kìa, cái mặt này là lo lắng cho em
nè đúng không? Sợ em cực hả? Không có sao hết á, yên tâm nha. Từ nay về sau em sẽ ra cửa hàng phụ anh luôn ha. Chứ một mình anh làm hả, cực lắm. Lo nha, nha, để em đỡ đần ha. Thích lắm không? Vui á. Ừ, vui lắm không? Mình đi nha, đi đi. Thương lắm, đi nhanh ạ. Ông ba đợi đi nhanh lắm. Vui quá. Đi lẹ đó không ba đợi á. Trước sau gì á thì tụi mình cũng cưới nhau. Cho nên á, em gửi ba cho quen. Đi đi. Anh ơi. À. Ê, trời ơi, nắng nè, nó là cái đồ vô duyên, cái đồ bất lực sự à. Bởi vậy anh thấy không, người gì vừa xấu mà vừa vô duyên nữa đúng không? Nó có như em đâu, dễ thương mà ngoan hiền lại xinh đẹp nữa đúng không anh? Em bỏ tay ra đi. Không, mất mới gì bỏ. Ủa, trước sau gì thì tụi mình cũng là vợ chồng. Anh không thấy hả? Ủa, người ta nhìn mình ngưỡng mộ thiên đầu ngọc nữ kia, có gì đâu ngại. Nhưng mà anh không có quen thì đi ra ngoài đường ta nhìn kỳ lắm. Đó giờ anh không có dậy. Thì giờ dậy đi cho nó quen ha. Đi đi nhanh lên ba đợi. Mình phải bàn nhiệt đám cưới. Em nghĩ hết rồi. Mình sẽ đãi khoảng 300 khách. Mà thôi 500 khách đi. Tại vì em không thích khoa trương mất công á. Người ta nói mình là giàu có quá, ngại lắm anh. Mà anh nghĩ mình nên đãi nhà hàng nào? Sapphire hay là Paradise? Đi đi nhanh lên cho mình vô bàn với ba nữa. Ý, mà anh nghĩ coi mình nên đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Đà Lạt hay Nha Trang? Mà không được, mấy chỗ đó gần quá đúng không? Mình phải đi Macau, New York, Đức, Pháp, Mỹ. Anh nghĩ sao hả? Mình đi đâu? Ý, con chào bác. Vô đây ngồi đi. Ngồi đi, em nói chuyện cho ha. Con chào bác. Bác ơi, thật ra là tụi con đang bàn chuyện đám cưới á bác. Đám cưới? Dạ. Anh ngại đúng không? Sao thằng Mạnh nó chưa có nói gì tới bác ở trên nó trời vậy? Dạ chắc là anh ngại á bác. Hiểu rồi. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, tự quyết định số phận luôn chứ gì. Được, không sao hết. Thôi phải tốn kém là tôi cảm thấy hài lòng rồi. Bà, không phải vậy đâu. Bà. Không sao, anh sợ đúng không? Để em nói cho. Bác, bác đừng có trách ảnh, tội nghiệp ảnh lắm. Thật ra là tụi con mới bạn thôi à. Cho nên là không có kịp nói bác đừng có giận nha, tội nghiệp ảnh lắm. Để anh ngại, bác hiểu không? Anh Mạnh, anh không có muốn vậy. Nhưng mà con không ngờ hả bác? Khi mà con nói vậy, anh Mạnh, ảnh vui quá, ảnh phân khích quá. Cho nên á, thay vì năm sau mình cưới, cho nên mình làm tháng sau luôn nha bác. Làm liền tay luôn, anh Mạnh ảnh nôn quá. Nha bác. Anh thích lắm đúng không? Cứ từ từ đem nói cho anh, cứ đừng có phân khích như vậy ba nói kìa. Nha. Dạ. Bác thấy được đúng không bác? Bác thích rồi đúng không? Không biết mà. Thôi. Anh Mạnh cũng phản ứng vậy giống bác á. Vậy thôi. Hai đứa bàn tiếp đi ha. Dạ. Chuyện không dính líu tới. Thôi. Dạ, con chào bác. Đó, anh thấy chưa? 3 triệu rồi kìa, thấy chưa? Dạ. Thích quá bà, em biết mà. Ủa, vậy là một...